thế vào lắp mà nó có ít dầu quá mà. Không vào nắp đâu. Rồi. 4 cầu. Em ơi cầm dựa cái thau mang cái mâm ra đây xong là cắt xong hết mang vào. Không mang chuyển về đấy không nó về đốt nhiều lắm. À đấy. Vâng. Chưa, nếu mà hết thì sợ lắm. Để đâu rồi, chỗ này không có đâu. À đây rồi, đây rồi. Nhiều nhỉ. Tổ này dày lắm. Dày mà. Rồi, 1. Giống ong này nó được từ 2 3. Ai à? Ai à? Ai à? Ai à? Chưa vào tay. Chích ra là tay rồi. Sợ mặt thôi, có chân tay không sợ. Chỉ sưng tí thôi. Đốt luôn, đốt luôn. Đốt rồi, đốt một cái rồi. Đốt thì mình đây. Ừ, để dài thế. Nó dài quá, cắt bỏ bớt đi. Cắt bớt chứ? Ừ. Dài quá, cắt bỏ bớt đi. Cắt đường góc bên này, lấy cái mặt đúng không? Ở đây. Ừ. Ừ, lấy hết thì nó đẹp chín luôn. Này thế à? Nó... lấy nhanh thì phải nhanh. Cắt hơi sâu tay rồi. Cắt nông tay tí nữa. Cô để bên này. Để lại cho nó ăn, cắt sâu quá cứ thổi hết cái phấn này nó lại thổi ra mặt thôi mà chú. Không phải nó xây. Để sau cắt nông tí nữa. Đấy, để cắt nông vào đám máy đấy. không nhìn thấy gì, người chùm kín bưng. Đấy cái nhĩ bỏ riêng ra xong rồi. Ăn ngon mà. Vâng, cái này ăn ngon đó. Đấy, bùi xiên một cái này. Một cái này mật mà. Đấy. Thế cứ kệ nó xiên một cái lạt ngoài nữa. Xiên một cái lạt bên dưới nó buộc vào. Kệ nó. Cái này cô cắt thẳng lên một cái không để không buộc cần, cho nó dễ. Không cần cắt thẳng đâu. Cứ xiên một cái bên dưới nữa. Cắt non một tí. Đấy, cho cái này. Cái này trắng mà. Cái này nó vàng. Vàng cho một bên. Quý quý bột. Các bạn có tiện tay bỏ keo nhé.